Rồi. Câu hỏi số 1 này, góc lưng giá án phá. Xác định điểm M tọa độ xy. Các em lưu ý như sau nha. Đây là vòng tròn lưỡi giác đúng không? Đấy. Thế bây giờ M tọa độ xy tức là gì? M tọa độ xy tức là gì? Tức là mình chiếu xuống đấy là x, mình chiếu sang đấy là y. Mà các em nhớ này, trục cốt là trục nằm ngang, trục sin là trục thẳng đứng. Chuẩn chưa? Đấy. Mà cố tán ấy, các em hình dung là cố tán thì là bằng gì? Cột trên gì? Cột trên sin. Đấy, cột trên sin. Thế cột là liên quan đến x đúng không? Cái này các bạn thế này, cột là nó liên quan đến x. Đấy, sin là liên quan đến giá trị của y. Vậy thì nó sẽ là x trên gì? Y. Tức là đáp án của chúng ta sẽ là B nhá. Ok chưa? Rồi. Câu 2. Câu 2. Rút gọn biểu thức M. Rút gọn biểu thức M. Các bạn nhớ công thức này chưa? Cột cosin sin dấu trừ. Đấy. Nhớ cái công thức này trong sách giáo khoa không? Ta có một cái nhóm công thức đó là sin thì sin của cosin, cột thì cột cosin dấu trừ đúng không? Đấy, tức là cột thì cột cosin sin dấu trừ. Vậy thì nó chính là bằng cột của đấy, cái chỗ này là góc của chúng ta là x này, và góc thứ hai là x trừ y này đúng không? Đó. Đây là x này, đây là x trừ y này. Vậy thì chúng ta sẽ có công thức là gì? X đúng không? Nhớ ở đây dấu cộng thì đổi sang là dấu gì các em? Dấu trừ đúng không? Đấy, trừ đi cái này đúng không? Trừ đi cái x trừ y, tức là trừ, nhớ đổi dấu thành x cộng y nhá, thì nó chính là cột y. Đáp án là B nhá. Ok chưa, đúng chưa? Các bạn hiểu không? Đấy, thế nhá, nhắc lại công thức một lần nữa này. Cột của A cộng B chỉ là bằng cột A nhân với cột B trừ nhá, nhớ dấu cộng nó phải đổi sang dấu trừ được chưa? Sin A nhân sin B. Được chưa? Rồi, thế như vậy là đáp án B. Được chưa? Rồi. Câu 3. Tham số nào sau đây sai, đúng không? Sin x làm chẵn. Thì cái này thầy hướng dẫn cái cách bấm máy tính để chúng ta kiểm chứng nó cho nó nhanh này. Cách làm đơn giản đó là lấy máy tính nó bấm. Nếu mà bạn cảm thấy mà mình hàm chẵn hàm lẻ, mình cảm thấy là nó khó ấy, đúng không? Khó nhớ công thức ấy, thì các bạn có thể căn căn một đúng không? Căn một ra này. Thay số một ra này. 0,84 này, đúng không? Đấy. Căn âm một vào này. Nếu mà hai cái quả mình thay số vào ấy là một với âm một đấy, nếu thay nhắc là nếu thay một vào đúng không thì nó ra được 0,84, nếu thay trừ một vào thì được trừ 0,84. Nếu hai cái quả như nào, hai cái quả nếu kết quả một bằng với kết quả hai thì nó làm chẵn đúng không, còn nếu mà thay thay một vào mà bằng với ấm kết quả hai, hai cái quả trái dấu thì nó là hàm lẻ. Còn nếu kết quả 1 mà khác kết quả 2, thấy chưa? Khác công trừ kết quả 2 thì nó là không chẵn không lẻ. Không lẻ. Tức là thầy đã thay cái số 1 vào và số trừ 1 vào ấy thì các bạn để trong máy tính nhá, nó sẽ là đại dấu đúng không? Thì nó làm lẻ nhá. À luôn, thấy chưa? Bay bấm máy tính lại đi thầy. Tại nó tầm 10 chưa, nó chưa kịp. À, bấm máy tính của 880 à? Để xem cái máy 880 đâu đây nhỉ? 780 thì em sẽ gì? Cái đồ xe lơ xế nó nằm ở đâu đúng không? Cái đồ xe lơ xế nó nằm ở đâu này? Đầu tiên là ấn cái nút xin. Có chữ X. Được chưa? Cái này thầy không có cái máy ấy. Xin X, ok chưa? Đấy nhá. Phải bạch cửa ra đã. Đây, xin x này, thấy không? Bây giờ ấn cái nút gì? Ấn cái nút tool. Đó. Có cái nút xe nó sẽ ấn ok, được chưa? Chọn số 1. Đó, chọn số 1. Ấn số 1 bằng. Bằng. Và thấy x bằng 1 thì được 0,84.
sau đó ấn nút can tún tiếp để vào cái nút can. Đấy, sau đó thay trừ một nữa, thay trừ một nữa thì kết quả bằng thì nó ra được kết quả trừ 0,84. Thì hai cái kết quả này thì em sẽ thấy là nó như nào, đại giống nhau nên là nó sẽ gì, nó sẽ gì, nó sẽ là hàm lẻ đúng không? Kết quả đại dấu này, nếu kết quả một với kết quả hai đại dấu nhau thì nó là hàm lẻ, đó chưa? Ở cái chỗ này đã đó chưa? Đó rồi thì comment ok nào. Đang vẫn lưu là bạn đang vẫn luận là bạn nào ấy nhỉ? Đó, tên là Hoắc ấy, tên bố à? Tên em là gì? Được chưa? Hiểu cái chỗ này không? Ok chưa? Từ từ với những hàm khác thì các bạn có thể thay một và trừ một vào, nếu kết quả mà bằng nhau thì nó là chẵn, nếu kết quả đổi nhau nó lẻ, được chưa? Thì đó là hàm chẵn hàm lẻ. Ok nhá. Đó là làm trắc nghiệm, còn làm tự luận thì như thế nào thì các bạn xem lại video bài giảng ở trên web nhá. Đấy. Chứ còn thầy sẽ chỉ nhắc một số cái quan trọng thôi. Được chưa? Câu số 4 nào. Hàm số 4x đồng biến ở khoảng nào? Ví dụ này. Từ pi đến 2 đây, pi đến 2 ở đâu? Đây, pi đến 2 đây. Đến 3 pi đến 2. Đấy. Đồng biến là gì? Đồng biến tức là hàm số sẽ đi lên. Đấy chứ, nhớ nhá, đồng biến là hàm số đi lên. Còn đồng nghịch biến là hàm số đi xuống. Vậy trong khoảng từ pi đến 2 đến 3 pi đến 2 thì các bạn thấy là cái đồ thị của chúng ta sẽ như nào? Nó đi xuống và gì? Đi lên. Rõ ràng là nó không đồng biến đúng không? Nó đi xuống rồi đi lên. Là nó không đồng biến chứ phải cái này, loại này. Ví dụ này, từ 0 đến pi thì sao này? Từ 0 đến pi, từ 0 đến pi. Đấy, từ 0 đến pi nó như nào? À, từ 0 đến pi nó đi xuống đúng không ạ? Tức là nghịch biến, cái này sai luôn. Được chưa? Hiểu cái chỗ này chưa? Tiếp nhá. Pi đến 2 pi thì sao nào? Pi đến 2 pi. Đây, pi đến 2 pi này. Có đúng là cái đồ thị của chúng ta sẽ đi lên ở đấy chưa? Đó, vậy thì hàm số nghịch đồng biến chưa? Đáp án là gì? C nhá. Các bạn hiểu chỗ này chưa? Đó, tức là từ pi đến 2 pi thì hàm số đi lên, được chưa? Đi lên thì như vậy là nó sẽ là đồng biến. Con Đồng biến. đi đằng thôi. Được chưa? Ok, cái chỗ này chưa? Tiếp nha. Tập nghiệm tan x bằng trừ 1 nào. Tan x bằng trừ 1 thì các bạn ấn shift tan của trừ 1 là xong đúng không? Là cái máy tính ra bấm shift tan của trừ 1. Đúng không? Nó sẽ trừ pi đến 4. Vậy thì x lúc này sẽ là trừ pi đến 4. Nhớ là hàm tan đuôi gì các em? Học thuộc chứ? Hàm tan đuôi KP thầy dạy nát cả vở rồi đúng không? Đáp án câu này là gì? Là A nhá. Rất là dễ luôn đúng không ạ? Câu 6, phương trình nào sau đây vô nghiệm? Nào, phương trình nào sau đây vô nghiệm anh em ơi? Câu này đáp án nào đây? Nhớ này, hàm số cốt hay là sin ấy, để cho sin cốt ấy thì nó chỉ chạy được từ trừ 1 đến 1 mà thôi. Được chưa? Vậy cái đáp án nào mà sin cốt nó ngoài cái đoạn trừ 1 đến 1 ấy thì nó sẽ là vô nghiệm. Còn nhớ nha. Nhắc lại này, sin cốt nó chỉ chạy được từ trừ 1 đến 1. Vậy thì để mà nó vô nghiệm ấy thì cái giá trị của sin cốt nó phải nằm ngoài cái đoạn 1 đến trừ 1. Ok, cái này bằng 0 ok. Bởi vì số 0 thì nằm ở trong này. Trong đoạn từ trừ 1 đến 1 đúng không ạ? Còn trừ 2 phần 3 cũng ok. Bởi vì cái trừ 2 phần 3 này cũng nằm trong cái đoạn trừ 1 đến 1. Trừ căn 3 đến 4 nào. Ta thử trừ căn 3 đến 4 xem này. Trừ. Được chưa? Trừ căn 3 đến 4 này. Thì các bạn thấy là cái này nó sẽ là trừ 0,43 thì nó cũng nằm trong khoảng này. Ok. Vậy chắc chắn là D đúng không? Thì các em để là ý là cái căn 5 trên 2 này này. Thì nó sẽ là nằm ngoài. Nó là 1,1 thì nó nằm ngoài khoảng nhá. Nằm ngoài khoảng D đúng không? Đấy, đáp án D. Đó chưa? Câu này ok chưa? Câu 6. Có câu cô. Sao lại có câu này này có hai câu 6 nhỉ? Chắc là thầy gõ nhầm rồi. À, cậu này trung thì cậu trên mà. Rồi, câu 7. Câu 7 là gì các em? 7 là gì nào? À, Bạn nào vừa vừa nói cái gì nhỉ? à, đấy.
Số A đầu tiên của chúng ta sẽ là trừ 1 phần 3 đúng không? Và các số thì cách nhau là bao nhiêu đây? Cái cộng sai ấy, cộng sai tức là cách các số cách nhau. Đúng không? Cái cấp số cộng ta vừa học không được rồi. Các số cách nhau nó chính là cộng sai các bạn. Ví dụ từ trừ 1 đến trừ 1 phần 3 này, trừ 1 thì nó sẽ cách nhau là gì? Ta chỉ cần lấy cái số trừ 1 này này, đúng không? Các bạn trừ đi cái số trước nó là trừ 1 phần 3. Tức là trừ 1 cộng với 1 phần 3. Tức là trừ 2 phần 3. Ok chưa? Ok, là A luôn nhá. Đó là cộng sai. Cộng sai là mình sẽ lấy số sau trừ đi số trước. Đó chưa? Số sau trừ số trước, số sau trừ số trước. Là nó sẽ là cộng sai. Nó là khoảng cách giữa cả số vào nhá. Cái con số đầu tiên là trừ 1 phần 3 này, đúng rồi. Đó chưa? Rồi, ok, tiếp theo câu hỏi số 8 này. Cho cấp số cộng UN có số hàng đầu U1 là trừ 4, số hàng thứ ba là U3 bằng 2. E6 là tổng số cộng số hàng đầu tiên. Ok, tính E6. Công thức có rồi nhá, công thức SN chỉ là bằng 2UN, vừa mày học không được xong. Đấy, giờ lại vở mà xem nhá. Vậy thì S6 sẽ bằng 2U1 cộng với N. N ở đây các bạn hiểu này. Cái N ở đây các bạn hiểu là gì? N ở đây chỉ là 6 đấy các bạn. Nhá, 6 trừ 1 được 5, 5D. Sau đó nhân lên N, tiếp tục nhân 6 chia 2 nhá. Nhân 6 này chia 2. Ok chưa? 2U1, U1 ở đây là bằng trừ 4 đúng không? Hãy số 3 trừ 4. D ở đây chưa có nhá. Phải tính D ở đây nhá. Được cái D ở đây phải phải tính đã, từ từ phải tính cái D đã. Nha, phải tính cái D đã. Bây giờ này, người ta cho U3 là để làm gì? U3 thì chính là U1 cộng gì các em còn nhớ không? U1 UN. cộng 2D. Đúng rồi, chính xác. U1 cộng N trừ 1 nhân D, tức là U1 sẽ là U3 thì là U1 cộng 2D. Mà cái này chỉ là bằng 2 này, cái này bằng trừ 4 này, cộng với 2D này. Vậy thì D sẽ bằng là3. -6 chia -2 -2. Rồi, -2, đúng rồi. Vậy chỗ này sẽ được là -10 đúng không? -10 này. D bằng 2 mà. Thì các bạn bấm máy cái là xong đó, được chưa? Chỗ này được -14 với -10 là -24. -24 mà nhân với 6 để chia 2 được mấy? Em tưởng là D bằng 3 đây. D sorry, D bằng 3 nhá. Trừ 6 chia 2 trừ 3 nhá. Nhầm. Chỗ này phải trừ 15 nhá nhầm. Sorry. Cái chỗ này là trừ 8 trừ 15 này. Nhân 16 này chia 2 này. Cái gọi là trừ 6 9 đúng không? Ok. B. D đúng không? Rồi. Trừ 2 trừ 4 là trừ 6. Trừ 6 chia 2 là trừ 3 nhá. 2 cộng 4 như thế. Bố. Ở tầng 4 chuyển qua là nhâm cái phân tính dễ em tưởng là ba. Rồi 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 ba 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 rồi ba ba đúng không? Nhầm ba Là 21. mấy 21 ạ. 21 à? Ok rồi, 21 đúng không? Rồi C nào, câu 9 nào. Câu 9 là cái gì đây? Cho U1 là bằng trừ 1. Cái này người ta gọi là công thức gì các em? Trí Đi thôi. Trí hồi. Người ta yêu cầu tính ba cái số đầu tiên của dãy này. Vậy thì đầu tiên U1 là bằng trừ 1 này. U2 này. U2 thì các bạn sẽ để ý đó là lúc này cái N của chúng ta sẽ bằng 1 đúng không? Bởi vì đây là U2. U2 thì lúc này N bằng 1 thôi. Được chưa? Đấy, vậy thì lúc này là U1 cộng với 4. Mà U1 này là bằng trừ 1. Vừa tiên ở trên đúng không? Cộng với 4 nữa sẽ bằng 3. Tiếp tục U3 sẽ bằng U2 cộng với gì? Cộng với 4. U2 là 3, 3 cộng 4 là gì? 3 cộng 4 là 7 đúng không? Nha. Ok, như vậy dãy số của chúng ta sẽ là trừ 1, 3, 7. Câu 9 là gì? Là A. Đấy chưa? Đấy, lúc này là thấy nhắc lại này, cái U2 này, nếu mà đây là U2 thì N của chúng ta sẽ bằng 1. Còn nếu đây là U3 thì N ở đây sẽ bằng 32, thì các bạn thay vô. Để sao? Câu này đã làm rồi đúng không? Câu 10 nào. Cho từ diện ABCD có G1, G2 là trọng tâm. Nào,
xem câu này là như nào nhá. Phải chữa nhanh câu này này. Gương một nó trong tâm của BCD. Ok. BCD trong tâm là gì? À, trong tâm là giao điểm của gì các em? Trong tâm này. BCD. Mình chỉ cần kẻ một cái đường gọi là đường một đường trung tuyến thôi là được. Sau đó thì mình sẽ chia 3 phần bằng nhau. Đây là G1. G2 là của ACD đúng không? ACD đây. A này, C này, D này. Thì các em kẻ cho thầy một cái đường trung tuyến này. Sau đó chia tỷ lệ 3 phần bằng nhau. G2 đây. Thì các em đổi G1, G2 này. Đó. Cho khẳng định sai trong các khẳng định sau. Ok. G1, G2 song song với ABD. Đúng hay sai? Thầy nhắc lại về lý thuyết một tí này. Để bạn chứng minh được cái đường mà song song với mặt. Để chưa? Đường song song với mặt. Thì các em chỉ cần chứng minh đường đó song song với mấy đường ạ? Mấy đường? Có nhớ không? Song song với một đường, đúng không? Tức là cụ thể G1, G2 này, các em quan sát nhá, G1, G2 này. Thấy song song với AB chưa? Đây, hai cái đường này nó song song nhau chưa? Bởi vì sao? Bởi vì theo định lý ta lấy thôi, đúng không? Đây, có thể gọi là M đi. Đấy. Thì cái G1, G2 này nó tỷ lệ với AB này, thấy không? Tỷ lệ 1 phần 3 theo ta lấy. Cái đoạn này, trên đoạn này là 1 phần 3. Đoạn này, trên đoạn này là 1 phần 3 cho nên nó sẽ theo ta lấy thôi. Thì G1, G2 song song này về đi. Đúng rồi. AB đi, đúng rồi. Bởi vì G1, G2 song song với AB mà. Được chưa? G1, G2 song song này ABC đúng hay sai các em? G1, G2 song song ABC. Nào. Cái đoạn G1, G2 này nó song song với AB thấy không? Bởi vì theo ta lấy. Được chưa? Mà AB thì này nằm trong ABC nữa. Cho nên là cái này nó cũng là đúng. Thì sai chưa? Rồi, thế còn đồng quy là cái gì nhỉ? Đồng quy nào. Cái đoạn AG1 à, BG1 chứ. BG1 à, BG1 AG2. Ok. Và CD. Đồng quy. À đúng. Đồng quy tức là gì? Đồng quy tức là nó sẽ cắt nhau tại một điểm. Thì các bạn thấy là ba cái đường này nó cắt nhau tại gì? Ba đường này nó sẽ cắt nhau tại gì? Tại dế đúng không? Thấy, thấy cắt nhau tại dế không? Đấy. Cái này chỉ sáng. Được chưa? Như vậy chắc chắn là dế sáng không? Nhá. Cái này sửa lại đúng ấy thì cái đoạn G1 G2 này này nó phải bằng 1 phần 3 của AB nó mới đúng. Được chưa? Bởi vì theo ta lấy thì cái G1 G2 chia đoạn AB nó phải bằng đoạn MG2 chia đoạn MA. Đấy. Đấy MG2 chia MA tức là 1 phần 3 các bạn nhé. Được mấy hiểu không? Được chưa? Đấy, cái đoạn này, cái đoạn MG2 chia MA chính là bằng MG1 chia cho MB. Và cái đoạn này là 1 phần 3. Được chưa? Ok chưa? Ừ. Đấy nhá. Câu 11 nào. Các bạn làm ra cái gì đây? Điền đáp số chưa? Bắt đầu điền đáp số đi đi nhá. Điền đáp số được cái này. Mời được mấy bạn điền thế này. Cho anh cháu RABCD có đáy hình thang thấy giữa mà sóng chưa sóng sóng rồi là phải các bạn phải nộp cả đấy đấy nhá, thầy sẽ check lại đấy. Đấy. Đáy hình thang này, đáy lớn AB gấp đôi đáy nhỏ này. Ok, đáy hình thang à, đáy hình thang tức là gì? Tức là lúc này AB nó phải song song với gì? CD đúng không? Đấy, đáy hình thang mà. Mà các em để ý thấy là cái đoạn AB này không song song CD là sai này, này, đúng không? Cái này sai này. Được chưa? Rồi ta xem nào. Đáy lớn AB gấp đôi CD. Cái này hình vẽ này thì đúng rồi nhưng mà nó có trước còn nên đứt đứt liên đúng không? Cái này cũng sai luôn nhá. Bởi vì cái AB này nó phải nên đứt này. Nó mới đúng. Còn đáp án C thì sao? C thì cũng sai rồi bởi vì cái E là trung điểm mà đúng không? E là trung điểm thì cái đoạn này E nó không không phải là trung điểm. Dễ đấy nhá. Thấy chưa? Rồi. Đúng không? Em phải là trung điểm chứ đúng không? Câu 12 nào. Cho anh chọn RABCD có đáy ABCD là đáy lớn AB. Rồi Y là giao điểm của AD với BC.
ý là giá này của AD và BC. Đây mình kể này, AD này, thấy chưa, BC này, ý này, cái điểm ý nằm ở đây nhá. Rồi ô là giá này của AC và BD, ô là giá này của AC, AC đây, BD đây, ô đây. Phản này nào sau đấy sai nào, để mình comment cho thầy cái câu này xem là đáp số của bạn là gì nào. Chú ý nghe hồi lên là thứ nhất. Là làm con này chưa nhở? Nào 45 thanh niên. Cô làm chưa? Rồi thế à? À. Rồi, ok. Giáo tuyển của SAB và SAD nào? SAB và SAD. SAB và SAD thì rõ ràng giáo tuyển phải là S. SA nó bị đúng đúng không? Nó không thể là SI được. Các bạn thấy cái điểm trúng ở đấy không? S với A đúng không? Đấy. Thì rõ ràng câu này là sai. Rồi, ok. Bị giả cái đấy. Hữu trúng rồi, ok, bảo trận, ok. Rồi, ok, các bạn đúng. Câu này dễ đúng không? Nào, ta sáng cái phần đúng sai cả nhà. Một đường tròn của bán kính R bằng 36 mét. Thì khi đó thì L bằng gì? Cái câu này thì các bạn thấy là cái công thức này là R nhân alpha này. Cái này là đúng rồi, chính xác. Đúng không? Đấy. Alpha được tính theo radian nhé. Được chưa? Đó. Thế còn nếu mà muốn tính theo độ thì các bạn phải, ví dụ á đồ này này, mà muốn đổi sang radian ấy đúng không? Thì phải chia 108 rồi nhân gì nữa? Nhân pi nữa đúng không? Ở đây thì các bạn thấy là thiếu cái gì? Thiếu pi đúng không? Đấy, thiếu pi nữa cho nên câu này là sai. Được chưa? Đấy. Cái công thức này này muốn mà tính từ đồ sang radian thì các bạn phải phải nhân pi vào nữa nó mới đủ nhá. Được chưa? Sai, có đâu sai nhá. Nó phải thiếu pi. Được chưa? Độ dài của cung trên đường tròn có số đo 3 pi trên 4 là gì? Đấy, độ dài cung. Thì cái này đã đổi rồi đúng không? Cái này là 3 pi trên 4 là radian rồi đấy. Vậy theo công thức là alpha nhân R chỉ là 3 pi trên 4 nhân với 36. Ta xem nào, 3 pi trên 4 nhân với 36 thì có được gì? 27 pi là cỡ khoảng 84,82. Đó. 84,82 thì cái này đúng không? Chỉ sao? Độ dài cung tròn của thằng này 51 độ. 51 độ thì phải đổi sang radian nhé. Tức là phải chia 108 nó nhân gì? Nhân pi. Được chưa? Như vậy là 51 đến cho 180 nhân với pi. Nhân R là 36 đúng không? Kết quả chúng ta là 34 32,044. 32,044. Ok, câu này đúng không? Độ dài của cung tròn có số đo 1 phần 3. 1 phần 3 này không ghi gì cả. Câu này 1 phần 3 thì chắc chắn phải là radian thôi. Bởi vì đồ thì nó không để 1 phần 3 như này đâu. Được chưa? Đấy. Chỗ này sẽ là 1 phần 3 nhân với 36 này. Kết quả là 10, 36 chia 3 được 12 phải không? Đấy. Sai rồi. Nhá. Sai đúng đúng sai nhé. Rồi hữu trúng nó đúng 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 sai à. Đấy, bị trừ mất 0,5 điểm rồi. Câu này sai chứ, thiểu pí mà, đúng không? Ok, câu này cho các bạn. Câu này, dạ, nhà biển không hiểu thôi. Khá là dễ, đúng không? Câu 2 nào. Bắt đầu khó không tí. Cho hàm số fx bằng 2 cộng 3 của x. À, với bằng sin x cộng cos x thì bây giờ hỏi giá trị lớn nhất của fx là bằng bao nhiêu? Ok, câu này chạy thêm bộ cũng được. Thế nhưng mà câu này thì nên chạy thay đi cho nó nhanh. Ví dụ ý A này, cột x của chúng ta ấy, thì luôn luôn chạy từ trừ 1 đến 1 đúng không? Đấy. Cái này thầy dạy nát rồi bởi rồi. Bây giờ các bạn nhân 3 lên này, nhân 3 lên. Nhân 3 này để xuất hiện số 3 này. Sau đó thì các bạn cộng 2 vào. Cộng 2 vào 3 về luôn thì được trừ 1. Bên 2 cộng 3 cột x. Cộng nhón 5. Tức là cái ý của chúng ta chạy từ 5 đến gì? Trừ 1. Vậy thì giá trị lớn nhất của nó sẽ là 5. Đúng không?
đúng không? Đấy, vậy cái này đúng không? Thì sao? Thế con giá đi nhỏ nhất khi nào? Nào, đây đây yêu cầu giá đi nhỏ nhất đúng không? Giá đi nhỏ nhất. Giá đi nhỏ nhất khi nào? Giá đi nhỏ nhất khi cái y này nó bằng trừ 1. Được chưa? Cái y này nó bằng trừ 1 này thì nó sẽ nhỏ nhất này. Và tương ứng ở đấy thì cái 2 cộng 3 cột x này nó bằng trừ 1. Y là 2 cộng 3 cột x mà. Vậy thì 3 cột x sẽ bằng trừ 3. Hay nói cách khác thì cột x bằng trừ 1. Vậy thì các bạn sẽ bấm shift code vào trừ 1 sẽ là x là bằng pi. Đuôi là đuôi k hay đi. K hay pi. Câu này đúng không? Chỉ sẵn luôn. Nha. Ok câu này chưa? Đấy, cái giá trị mean của nó này các bạn nhìn nhá. Cái mean của y sẽ là max của y là 5, còn mean của y là trừ 1. Thì y mean là trừ 1. Trong đó y thì là 2 cộng 3 của x. Nó bằng trừ 1 thôi. Nha. Câu này ok các bạn ổn không? Rồi. Hữu trung đúng sai, sai đúng. Ok ta xem nha. Giá trị lớn nhất của hàm số là bằng trừ căn 2. Đúng hay sai? Nào. Giá trị lớn nhất của gx nha. Cái này là của gx này. Đấy, gx nha. Người ta hỏi gx nha. Vậy thì sin x cộng với cos x thì các em nhớ này. Cái ba này thay giải nạp vừa rồi. A sin x cộng với b cos x thì theo lý thuyết nó luôn luôn nhỏ hơn a bình cộng gì b bình và lớn hơn gì căn a bình cộng b bình. Tí nữa thầy sẽ gửi cái file thầy viết tay này cho các bạn nếu cần nhá. Lúc này a ở đây các bạn hiểu là mấy, a ở đây mình hiểu là mấy, a ở đây mình hiểu là một đúng không, a ở đây mình hiểu là một và b cũng là một nhá. Như vậy nó sẽ là căn của một bình cộng một bình và chỗ này sẽ là trừ căn của một bình cộng một bình. Như vậy cái ý của chúng ta sẽ là nhọn căn 2 và lớn trừ căn 2. Đấy. Vậy giá trị lớn nhất của cái này là căn 2 mới đúng, đúng không? Max phải là căn 2 nó mới đúng. Nhá. Cho nên câu này sai rồi. Được chưa? Ok, thành 2. Rồi, cái câu này khó hơn này. Cái ý này khó hơn các bạn này. Bây giờ các bạn có làm được câu này không này? Gx đạt giá trị nhỏ nhất. Gx đạt giá trị nhỏ nhất. Nào, gx. Cái này là gx nhá, chứ không phải y đâu. Gx này. Theo đề bài, cái này là gx này. Gx nhỏ nhất khi nào? Gx nhỏ nhất thì các bạn thấy là nó bằng trừ căn 2 đúng không? Đấy này. Gx chạy từ trừ căn 2 đến căn 2 mà. Cho nên nó sẽ nhỏ nhất là bằng trừ căn 2 thôi. Vậy lúc này nó sẽ là bằng sin x. Cộng với cos x. Nó bằng trừ căn 2. Và để giải được cái phương trình này, được chưa? Thì giải cái phương trình này thì thầy dạy cả bạn rồi, đúng không? Giải cái phương trình này thầy dạy cả bạn rồi. Có nhớ bài cũ không ạ? Cái dạng a sin x cộng b cột x bằng c thì thầy còn dặn cả bạn là gì? Chia cả từ cả mẫu cho gì? Chia à xin lỗi chia cả hai về cho gì? Chia cả hai về cho căn a bình cộng b bình phải không? Đấy. Thì ở đây a bình là một chia hai về cho căn của a bình cộng b bình tức là căn một bình cộng một bình ấy tức là căn hai đấy. Để làm gì? Cái này thầy dạy cả bạn rồi. Đúng không? Cái dạng này dạy rồi. Được chưa? Lúc này ấy, thì các bạn phải đổi này. Ở đây là sin đúng không? Các bạn có nhớ cái dạng này không? Ở đây là sin này. Thì mình phải đổi shift sin của 1 để căn 2 đúng không? À, xin lỗi. Ở đây là sin nữa này. Ở đây là sin nữa này. Thì cái 1 để căn 2 này các bạn này. Các bạn phải đổi thành cos. Thì các bạn bấm là 1 trên căn 2. Đúng không? 1 trên căn 2. Và ra được pi trên 4, đúng không? 1 pi trên 4. Nhân với sin x. Còn với 1 trên căn 2 này, các em sẽ đổi cho thầy sang sin. Thì nó cũng là sin của pi trên 4 thôi. Được chưa? Và mục đích của chúng ta đó là đưa về đúng cái dạng đó là sin cos cosin, đúng không? Thì nó sẽ đưa về sin của x cộng pi trên 4. Thì bằng trừ 1. Nhá. Vậy shift sin của trừ 1 đấy, shift sin của trừ 1 đấy. Nào, shift sin của trừ 1 là bao nhiêu? Shift sin của trừ 1. Thì còn trừ pi trên 2. Đuôi của ta là đuôi K2π nhé. Thấy chưa? Vậy thì x sẽ bằng trừ pi trên 2 mà trừ đi pi trên 4 là mấy? Trừ pi trên 2 mà trừ đi pi trên 4 là được trừ 3 pi trên 4.
cộng bằng K2π. Được chưa? Đó, vậy thì chúng ta kiểm tra này. Trừ bạn 3π đến 4 cộng K2π đúng hay sai? Đúng. Câu này bao nhiêu bạn làm được cái nhỉ? Comment chữ em nhé. Có ai ai làm được câu gì? Coi dày rồi nhá, được chưa? Dày rồi nhá. Câu này thầy đã dày rồi. Được chưa? Đã dày rồi. Câu này không ai làm được cả. Có ai làm nữa? Đúng làm được không? Thấy ghi chữ đúng. Tính nghĩa là làm được à? Còn đúng làm nữa. Làm đúng hay là làm bừa? Ừ. Trừ một em tưởng đuổi KPI sai rồi, bằng không thì mình đuổi KPI chứ, cái này dày nhiều lắm rồi đúng không? Cộng trừ một đuổi K2P bằng không thì đuổi KPI. Được chưa? Cộng trừ một đáp án có một dòng nhá. Chứ không phải là đuổi KPI. Rõ chưa? Đấy, cái loại sin cột cosin mục đích là để đưa về sin của cosin nhá. Sin thi sin của cosin này. Ở chỗ này là mình hiểu chưa? Để mà mình đánh qua câu khác. Câu D này là hướng đi sin của bậc nhất. Đúng rồi, vừa mới học gần đấy thôi đúng không? Vừa mới học gần đấy thôi, cách đấy chắc khoảng tuần, 2 tuần gì đấy. Có đúng trong vở có không? Đó. Bạn nào gửi tin nhắn cho thầy này, thầy dặn rồi, thầy nói rồi, các bạn có vấn đề gì thì các bạn nhắn vào phần Google Meet, chứ thầy đang đọc ở Google Meet nhé. Đáp án trên web có bị sai không? À, để sai. À, cái câu này, à, Phương Thủy có gửi cho thầy là cái câu 14 này là đáp án bị trên quẹt bị sai. Rồi ok để thầy chỉnh lại nhá. Rồi ok để thầy chỉnh. Cô bá này, cô bá này, thầy chữa cô bá nhá. Cô bá này. Rồi để thầy chỉnh lại luôn này. Câu này là đúng đúng sai đúng đúng không? Đúng đúng sai đúng. Ok. Rồi. Thầy vừa chỉnh lại đấy. Nó sẽ phải cập nhật lại cái bảng xếp hạng thì đó. Rồi, ok thì giờ như. Về xem lại video cái đoạn này nhé. Nào, câu 3. Rồi, câu 3. Cho phương trình cột 3x trên cho 1 cộng sin 3x khác bằng 0 thì hỏi điều kiện xác định của cái này. Cái này đúng rồi đúng không? Chị xem. Với điều kiện thì phương trình có nghĩa khi và chỉ khi nào? Đó là cột 3x khác 0, à bằng 0, đúng rồi, chị xem luôn. Với điều kiện trên thì phương trình nó sẽ tương đương cột 3x khác 0, chị xem. Phương trình có một nghiệm x bằng pi 5 pi đến 6. Cái này thì không cần phải giải phương trình các bạn nhé. Đấy, muốn kiểm tra xem phương trình có nghiệm là 5 pi đến 6 hay không ấy, thì các em chỉ cần gõ cái cột 3x này. Được chưa? Thì mình thử vô là được đúng không? Ấn cái nút CTRL để thử vô. Nếu mà bằng 0 thì ok đúng không? Ấn cái nút Can này. Được chưa? Kiểm tra xem cái 5 pi đến 6 này có phải là nghiệm hay không. Nếu kết quả bằng 0 thì ok. Như vậy câu này đúng rồi. Chỉ sáng luôn. Nha. Thế còn nghiệm dương nhỏ nhất thì sao? À, thế nghiệm dương nhỏ nhất à? Thì cái này phải giải phương trình rồi đó nhá. Đầu tiên giải cái điều kiện này đã này. Sin 3x
khác không? Tức là tương đương ở đây là 3x nó sẽ khác. Các bạn ship sin của 0 là mấy nhỉ? Ship sin của 0 là 0 cộng với đuôi cá, cá pi. Vậy thì x nó sẽ khác cá pi trên 3. Thấy chưa? Rồi. Thế bây giờ thì mình giải phương trình này ra. Cột 3x bằng 0 thì 3x sẽ bằng gì? 3x sẽ bằng pi trên 2 cộng với cá pi. Vậy thì x sẽ bằng pi trên 6 cộng với cá pi trên 3. Rồi, ok chưa? Pi trên 3. Từ từ nha, bây giờ mình giải phương trình 6 thì mình phải kết hợp lại đúng không? Thì thầy dạy các bạn cái cách kết hợp vòng tròn lượng giác rồi này. Đúng không anh em? Thầy dạy cách kết hợp vòng tròn lượng giác xem thử lần nó mình còn loại nghiệm này hay không nhé. Đấy. Đôi khi là nó sẽ loại một vài nghiệm đấy. Lưu ý cẩn thận vào. Cái chỗ này cẩn thận này. Ta xem thử nó có loại hay không nào. Cá pi trên 3 để mà biểu diễn này. Đầu tiên là mình sẽ ghi lại một tí này. Cá pi trên 3 thì thầy ghi lại là không cộng cá pi trên 3 đi nhá. Được chưa? Rồi, pi trên 6 thì nằm ở đâu? Pi trên 6 là 30 độ đúng không? Thì nó nằm ở đây, pi trên 6 đây. Pi trên 6 đây. 30 độ. Thế bây giờ cộng pi trên 3 tức là gì? Pi trên 3 tức là 60 độ các em. Đấy, 60 độ các em. Vậy thì mình sẽ cộng liên tục 60 độ này. Pi trên 6 là 30 độ nhá. Thế bây giờ cộng 60 độ nữa là nó lên đây. Đúng không? Cộng 60 độ nữa nó lên đây. Đấy có đúng không? Đấy là 30 độ này. Cộng với pi trên 3 là cộng 60 độ thì nó lên 90 độ này. Thế bây giờ mình cộng thêm 60 độ nữa nó lại đến đây. Đúng không ạ? Đúng không? Cộng 60 độ nữa. Cái cộng cá pi trên 3 là cộng liên tục 60 độ thì nó lại xuống đây nữa. Đúng không? Rồi lại cộng 30 60 độ nữa. Cả điểm này có vẻ là cách đều nhau này. Đó, thì như vậy này. Cái pi trên 6 cá pi trên 3 là mình biểu diễn nó thành 6 điểm. 6 điểm nhá. Các bạn có hiểu cái biểu diễn này không nhỉ? 6 điểm đúng không? 6 điểm. Bây giờ thầy sẽ gạch những cái điều kiện này đi. Một là mình sẽ gạch không đồ đi. Được chưa? Mình sẽ gạch không đồ đi. Nha. Mình gạch không đồ đi. Sau đó mình sẽ tiếp tục gạch cái pi trên 3 đi. Đấy, cộng pi trên 3 nữa thì mình sẽ tiếp tục gạch pi trên 3. Pi trên 3 là 60 thì nó sẽ nằm ở đây. Nằm ở trên này, 60 nhé. Đúng không? 60 thì nó sẽ nằm ở trên này. Sau đó cộng tiếp pi trên 3 nữa. Tức là 60 mà cộng với 60 nữa là 120. Đúng không? Đấy. Cái này là 90 này, cái này là 90 này. 90 cộng 60 là 150 này. 150 cộng 60 là thành 201 này. 201 mà cộng 60 nữa là 207 này. 207 cộng 60 là 207 cộng 60 là bằng bao nhiêu? 303 này. Đó. Ở đây cái điều kiện đấy thì mình sẽ gạch không đồ là một này. Mình sẽ gạch những cái điểm sau. Không đồ là một này. Mình gạch không đồ này. Sau đó mình cộng pi đến 3 nữa là mình gạch cái gì? 60 nữa đúng không? Mình gạch 60 nữa. Được chưa? Sau đó mình lại gạch tiếp 120 nữa. Sau đó mình lại gạch tiếp 180 nữa. Cứ cộng liên tục 60 mà, đúng không? Cộng cá pi đến 3 cộng liên tục 60. Sau đó mình sẽ gạch 204 đồ nữa. Sau đó mình lại gạch 300 đồ nữa. Thì tóm lại là hai cái nghiệm này nó không bị gạch. Được chưa? Không bị gạch gì cả. Tóm lại là sau khi thầy đã biểu diễn nghiệm này và cái điều kiện này thì nó không bị gạch nghiệm nào. Tức là không loại nghiệm nào. Vậy mình kết luận. Cái nghiệm phương trình sẽ là pi đến 6 cộng với k pi đến 3 là ok. Được chưa? Vậy thì người ta yêu cầu này, cái nghiệm dưỡng đấy, là nhỏ nhất. Đấy, ok, nghiệm dưỡng là gì? Nghiệm dưỡng tức là chúng ta sẽ cho cái này lớn không? Vậy thì k pi đến 3 lúc này sẽ lớn hơn pi trừ pi đến 6. Vậy tương đương ở đây là k sẽ lớn mấy? À, trừ 1 phần 2. Vậy thì k nhỏ nhất, đây, nghiệm dưỡng nhỏ nhất tức là k nhỏ nhất đấy. K lớn trừ 1 phần 2 tức là K bằng 0. Vậy thì nghiệm của chúng ta sẽ là bằng thay K bằng 0 ở đấy thì nghiệm x là bằng pi đến 6. Mà x
đề bài này cho là A pi đến B đúng không? A pi đến B tức là cái A đấy là bằng 1, còn B ở đấy là bằng mấy? 6. Vậy thì A bình cộng với 2B sẽ bằng 1 cộng với 2 nhân 6 thì kết quả là 13 nha. Rõ ràng mình đây này sai. Được không? Thế thầy đã chưa? Đóng cái bài mà phân định lượng giả cơ bản phần 2. Các bạn hiểu không em? Hiểu comment hạt nhá. Có cần thầy phải giải thích lại cái khúc điều kiện em các bạn? Ai cần mình giải thích lại khúc điều kiện không? Có thôi ạ. Hả? Có. Ê, tôi giải thích lại đi thôi. À, giải thích lại, ok. À, bây giờ giải thích lại này. Đầu tiên nhá, là thầy biểu diễn cái nghiệm này được chưa? Cái nghiệm này hiểu chưa? Cái nghiệm này đã hiểu chưa? Cái nghiệm này giải phương trình này đã hiểu chưa? Cái pi đến 6 Rồi ạ. này tức là pi 30 độ đúng không? Thì mình biểu diễn pi đến 6 đây 30 độ đây đúng không? Thế còn k pi đến 3 tức là gì? K pi đến 3 tức là mình sẽ cộng liên tục cái 60 độ đúng không? Cứ cộng liên tục 60 độ, pi đến 3 là 60 mà. Thì k pi đến 3 tức là mình cộng liên tục 1 pi đến 3, k là số nguyên đúng không? 1 pi đến 3, 2 pi đến 3, 3 pi đến 3, tức là mình cứ là cộng liên tục 60 độ. Thế từ cái 30 độ này thì cộng 60 độ thì nó lên 90 độ. Đúng không? Sau đó thì mình lại cứ cộng lên 60 độ nữa thì là lên 150 độ. Sau đó lại cộng tiếp 60 độ nữa, 150 độ mà cộng 60 nữa là lên 201. Lại tiếp tục cộng 60 nữa lên 207. Lại cộng 60 nữa lên 353. Vậy thì thông qua đấy, cứ cộng 60 nữa là nó lại quay lặp lại. Thì như vậy thông qua cái nghiệm này thầy đã biểu diễn được 6 điểm, 1 2 3 4 5 6. Có 6 điểm đến mong đơn giản đúng không? 1 2 3 4 5 6. Ok chưa? Ok chưa? Cái nghiệm này ok chưa? Đấy, 30 90 cứ cộng liên tục 60 vào. 150, 201, 207, 303. Thì đã biểu diễn được 6 điểm này chưa? Đó, cứ cộng nó cứ xoay vòng như này. Được chưa? Cái thứ hai nữa mình sẽ gạch những cái nghiệm không đi. Đấy, nghiệm không mình gạch đi. Đấy, và cứ cộng liên tục 60 độ nữa. Đấy, 0 độ thì cộng 60 độ. Lên đây, gạch tiếp. 120, gạch tiếp, đúng không? 60 cộng 60, 120. 120 cộng 60 lên 108, gạch tiếp. 108 cộng 60 lên 204, gạch tiếp. 104 cộng 60 lên 300, gạch tiếp. Rồi 300 cộng 60 lên lại về đây. Về 0 độ lại gạch tiếp. Cái này hiểu chưa? Vậy thì sau khi mà mình biểu diễn các nghiệm lên và mình biểu diễn cái điều kiện lên thì các em thấy là cái nghiệm này, 6 cái nghiệm này không bị gạch điểm nào cả, đúng không ạ? Không bị gạch điểm nào cả. Cho nên là cái nghiệm mình sẽ lấy nguyên luôn. Không cần phải đối chiếu nữa, nguyên luôn. Cái nghiệm này không bị gạch gì cả, không bị ảnh hưởng gì cả. Cho nên nó sẽ là pi đến 6 cộng k pi đến 3. Được chưa? Ừ, ok, Trà My. Đến đấy thì nghiệm của chúng ta lại lớn hơn không nữa đúng không? Nghiệm dương mà đúng không? Nghiệm dương thì ta sẽ cho nó lớn hơn không. Đến đấy thì các bạn chuyển về sang là trừ pi đến 6 chuyển sang. Thế trừ pi đến 6 mà chia pi đến 3 thì có đúng nó trừ 1 phần 2 ở đấy không? Đó. Mà nghiệm này là phải nhỏ nhất đúng không? Nghiệm dương nhưng mà phải nhỏ nhất. Thế cái số nguyên nào mà lại lớn hơn trừ 1 phần 2 mà nhỏ nhất được ạ? À thì đó là k bằng 0. Vậy thì nếu mà k bằng 0 ấy, thì mình thay vào đây đúng không ạ? K bằng 0 mình thay vào đây thì x nó sẽ bằng pi đến 6. Mà theo đề bài thì nghiệm của x lại bằng a pi đến b. Đó. Vậy thì a bằng 1 và b bằng 6. Vậy mình thay vào đây là 1 cộng với 2 nhân 6 là 13. Ok chưa? Ok thì comment chữ ok nhá. Ok chưa nào?
Ok đúng không? Rồi, phải tiếp tục nhá. Coi số 4 các bạn ăn câu này không? Câu này dễ này. Rất là cơ bản luôn. Cho anh chọn ABCD có đáy hình bình hành. Vẽ nhanh nha. Đáy này hình bình hành này. A, B, C, D. Easy. Đây, easy. Là trung điểm của SA. Đây, E đây. G là trung điểm của SB. Đây. G đây. Easy CD là hình thang. À, easy CD là hình thang. Easy CD là hình thang. Easy CD là hình thang. Ok. Thì cái hình này thì rõ ràng là các bạn sẽ trả lời được luôn đúng không? Hình thang rõ ràng luôn đúng không? Bởi vì rõ ràng là thấy easy song song với CD đúng không? Thì nó là hình thang thôi. Được chưa? Như vậy câu này là chắc chắn là 100% là đúng rồi. Nha. Không cần phải bàn cãi đúng không? Đấy. Tiếp. Giao tuyến giữa SAB và IBC. Giao tuyến giữa SAB và IBC. Rõ ràng cái điểm B này là điểm trúng đấy các em này. Đấy, B là trúng rồi, ok chính xác này. Ta xem điểm Y có phải điểm trúng nhá. Nào, SAB là cái mặt này này. Để nhìn đi. Nhìn nha, nhìn nha, SAB này. Là mặt này đúng không? Rồi. IBC à? IBC là cái mặt này. IBC là cái mặt này. À, thế bây giờ này. Hai cái mặt này, cả mặt nhìn này. Rõ ra là cái điểm Y là điểm trúng luôn. Vì sao? Các bạn thấy điểm Y nằm trên IBC chưa? Y nằm trên IBC. Đúng không? À, SBC, sorry, SBC. Đấy, thấy chưa? Y nằm trên SBC. Mà Y thì cũng nằm trong IBC. Cho nên là Y sẽ là điểm trúng thứ hai. Ngoài ra thì cái điểm B thì nó ra là điểm trúng rồi. Cho nên IB là giao tuyến là chính xác, đúng không? Các bạn có làm câu này đúng không? Đấy. Thấy chưa? Tiếp. SBD giao tuyến với ICD đúng không? SBD. Câu này đúng nhỉ? SBD à? SBD. BD là đấy đúng không? Rồi. GCD. GCD đây. À, thế điểm chung là điểm D đúng không? Chỉ sáng, điểm D là chung. Được chưa? Điểm D là chung. Nha. Điểm G có chung không này? Đấy. Thực ra như này này. Cái ICD các bạn. Cái ICD. Được chưa? Thực ra y gì cái à nhầm thầy thầy vẽ nhầm GCD thì đi lại xíu GCD với SPD nhé. Điểm D là điểm trúng rồi, ok này, ok chỉ sáng này, ok. Còn điểm G có trúng không? Điểm G trúng đấy, điểm G trúng bởi vì GCD thì nằm trên có G này. Mà G thì cũng nằm trên SB này phải không? G cũng nằm trên SB. Vậy thì G nằm trên SBD luôn, ok, cái này chuẩn. Chà ơi, đi chơi lễ về nhà nữa cơ. Tiếp này. Đi học off thì hôm nay cũng 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 bị sớm à. Này. IAC với JBD nào, IAC, IAC à. Nào, IAC. Câu này đúng hay sai cả bạn. IAC. Thực ra IAC thì bạn nên đổi ra nhé. IAC thì cái mặt này hơi khó nhìn. IAC đổi ra thành SAC nhé. Được chưa? Đấy. IAC và SAC là một các bạn nhé. Các bạn nên dùng cái SAC hơn. Được chưa? Này các bạn nhìn này. IAC này. Đúng không? Với là SAC thực ra là một đấy các bạn. Cái mặt này, hai mặt này là một thôi. Với JBD. JBD. JBD à. JBD thì thực ra đổi sang là đây. JBD đổi sang là cái mặt SBD đi đúng không? Đấy. Thì đúng ra nó phải ra SO chứ nhỉ, đúng không? Đấy. Lúc này O này, O là giao của AC về BD đúng không? O là giao này của AC về BD. Đấy thì các bạn thấy S chúng nhá. Đấy ta lấy AC cắt BD tại O. Phải là cái này sai rồi nhá.
Đấy. S AC và S BD khác nhau ở S O. Thấy chưa? Thay đổi hai cái mặt này một tí nhá. I AC khó nhìn lắm. Đấy, I AC thay đổi sang là S AC được không? Còn G BD. G BD thay đổi sang là S BD được không? Thế như vậy là nó sẽ ra được cảnh giao tuyến là S O. Tớ mới hiểu cái câu nào. Đấy. Nhá. Cái mặt nếu mà các bạn để cái mặt IAC rất là khó nhìn các bạn nhé. Đấy, cái mặt IAC này thì đổi sang là SAC, được chưa? Thế còn ZBD, đấy, ZBD, đúng không? ZBD thì đổi sang là SBD cho nó lành, được chưa? Cái con này là sai nhá. Ok. Thế tiếp tục nhá. Nào, phần trả lời ngắn, các bạn comment cho thầy biết là câu này sẽ là đáp án gì được. Ngọc Phương Linh âm tầng 50, Thanh Hà tầng 50, Tân Thủy An tầng 50. Cái kim phút nó quay như này đúng không? Kim phút là kim dài đúng không nhỉ? Kim phút là kim dài nó quay như này. Nhớ là vòng tròn lượng giá thì nó quay như này nhá, vòng tròn lượng giá quay ngược chiều kim đồng hồ nhé. Được chưa? Thì nếu mà nó quay 2 tiếng đúng không? Nó quay 2 tiếng. Được chưa? Nó quay 2 tiếng tức là nó phải quay 2 vòng. Và quay thêm 15 phút nữa thì nó sẽ quay được 90 độ nữa. Đúng không? Quay 2 vòng là bằng 360 nhân 2. Là thành 360 nhân 2 là mấy? Nhân 2 là 720 độ. Thêm 90 độ nữa, 720 mà cộng 90 độ thì thành 850. Tất nhiên là cái này này, cái kim 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 phút nha các bạn nhé, kim phút nó quay ngược chiều tức là gì? Quay theo chiều âm. Được chưa? Quay theo chiều âm. Cho nên kết quả phải là âm tại 50 nhé. Được chưa? Rồi. Như vậy thì mới có lấy Ngọc Phương Linh chia sẻ thôi nhé. 810 là rất nhiều bạn comment tại 50, tuy nhiên là chúng ta phải nhớ rằng là cái kim phút này nó quay ở đây là quay ngược chiều kim đồng hồ. Đấy, vòng tròn lượng giá quay ngược lại nhé. Được chưa? Vòng tròn lượng giá là quay như này, này. Còn cái này là quay ngược lại. Sao trên web là âm 180 á? Trên web âm 180 à? Phải kiểm tra lại không? Nếu mà âm 180 thì chắc là do thầy gõ nó bị sai. Xem lại nhé. Thầy sẽ chỉnh lại. Gọi là rồi, âm 850 nha, chứ không phải 180 đâu. Rồi, thầy sửa lại đây. Thầy sẽ cập nhật lại một tí. Rồi, âm 850 nha. Bạn nào mà âm điên âm 850 thì thầy đã sửa lại đây đấy. Các bạn đã được cộng điểm. Được chưa? Tiếp. Câu 2. Câu này như dài nhỉ? Huyết áp là lực máu cần thiết. Cái này thì thực ra nói cái P này này. Chỉ cần để công thức P thôi. Được chưa? Cái này thì chả cần đọc đâu. Trong đó P là huyết áp. Được chưa? Đấy, T thì là thời gian. Đúng không? Mình đọc như thế thôi đúng không? Cái gì lược được mình lược. Trong đó huyết áp cao nhất. Và huyết áp thấp nhất được gọi là huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Và tìm chỉ số huyết áp, biết tỉ số huyết áp thì bằng huyết áp tâm thu chia tâm trương nha. Tâm thu thầy nhắc lại này, tâm thu chỉ là huyết áp cao nhất đúng không? Tâm thu là huyết áp cao nhất này. Đây đọc lại kỹ câu câu này một tí này. Huyết áp cao nhất và huyết áp thấp nhất thì tương ứng là huyết áp tâm thu. Còn huyết áp thấp nhất thì là huyết áp tâm trương. Vậy thì tâm thu chia tâm trương. Đấy, tâm thu chia tâm trương tức là chúng ta đi tìm tâm thu ở đây là mắt huyết áp lớn nhất chia cho huyết áp bé nhất, được chưa? Tức là ta phải đi tìm cái mắt của P và min của P ở đây, thì để mà tìm mắt min thì câu này quá đơn giản, thầy dạy quá nhiều lần
cốt thì chạy từ trừ 1 đến 1. Và các bạn sẽ nhân 15 vô. Nhân 15 vô. Được chưa? Sau đó thì cộng 120 vô. 150 pi đây. Thì lúc này thì bên này sẽ là nhỏ hơn, họ bằng là 120 mà cộng 15 là 135. Bên này 120. 120 mà trừ đi 15 thì để quả 105. 105. Vậy thì max là 135. Còn min là 105. Vậy thì các bạn tính tỷ số thì sẽ là 135 chia cho 105. Bấm máy được bao nhiêu? 135 chia 105. Kết quả được 1,28. Làm tròn này hàng phần 10 à? Là 1,2 đúng không? Phần 10 là 1,2 đấy. Phần chục ấy. Được chưa? Còn cái 6 số 2 là phần, coi cái gọi là phần trăm. Được chưa? Chưa chưa? Nhá. Câu này các bạn làm đúng không? 1,2. 1,8 mà thầy. Đấy. Để thầy đấy là 1,3 đúng không? Rồi, làm tròn này 2%. Ok, 1,3. Đấy, nhìn chưa kỹ, 1,3 nhá. Rồi. 1,3, được chưa? Đây là 1,28574 này, đúng không? Kết quả chính xác này. Kết quả chính xác sẽ là 1,2874. Vậy mình sẽ làm tròn lên là 1,3 đúng không? Bởi vì số 8 này nó lớn lớn 5. Đúng không ạ? Được chưa? Các bạn làm đúng không nào? Chuẩn chưa? Chuẩn chưa? Nhá. Ta tiếp tục với nhá, câu 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của M để phương trình này có nghiệm chạy từ 0 đến 7 pi trên 12? Được chưa? Câu này làm thế nào? Nghe này. Bình thường ấy thì cái sin nó sẽ chạy từ trừ 1 đến 1. Đúng không ạ? Thế nhưng mà với x nó chạy từ đây. Với x nó chạy từ 0 đến 7 pi đến 12 thì các bạn sẽ cần làm cho thầy đó là xem thử là cái sin này chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu này. Bằng cách là các em vào cái chức năng máy tính như này. Được chưa? Vào chức năng máy tính menu 8. Sin của 2x. Đấy. Còn chạy cho thầy là 0 đến 7 pi đến 2. 7 pi chia 12 này. 7 pi chia 12 trừ đi 0 tất cả chia đi chia 20. Cái này các bạn biết chạy rồi đúng không? Ta xem thử nó xin nó chạy từ bao nhiêu nhá. Nó chạy từ 0 này. 0 là nhỏ nhất nhá. Sau đó nó chạy lên mấy? 0,996 tức là nó sẽ chạy đến 1 này. Nhỏ nhất là âm 0,5 rồi. Nhỏ nhất là âm 0,5. Âm 0,5 này 1 nhá. Cái xin của chúng ta. Nó sẽ chạy từ âm 1 phần 2 đến 1. Một phần 0,5 ấy. Vậy thì cái 7 7m cộng 3 này nó cũng sẽ chạy từ trừ 1 phần 2 đến 1. Vậy tương đương ở đây thì 7m sẽ nhỏ bằng trừ 2 và bên này sẽ là trừ 1 phần 2 đến 3. Trừ 1 phần 2 trừ 3 bao nhiêu? Trừ 1 phần 2 và trừ đi 3 được mấy? Trừ 7 phần 2. Trừ 7 phần 2. Vậy tức là các bạn sẽ chia 7 đi. Đã trừ 2 phần 7. Bên này sẽ là trừ 1 phần 2. Đấy. Trừ 1 phần 2 là trừ 0,5 đấy. Thế còn trừ 2 phần 7 là bao nhiêu? Trừ 2 chia 7 là cỡ khoảng trừ 0,28 đúng không? Trừ 0,28 và đây là trừ 0,5. Đúng nhá.
Vậy thì không có gì có mơ à? Rồi, ok. Không gọi là gì đúng không? Không có giá trị nào của mơ cả. Đáp số câu này là không nhá. Các bạn đúng câu này không? Ai đúng câu này giơ tay nào. Ai đúng câu này nào? Comment em xem nào. Có các bạn thấy trả lại câu này không? Có cần trả lại câu này không? Comment hạt. Ok, nếu mà hiểu rồi nào. Bao nhiêu bạn hiểu câu này rồi nào? Comment nào. Ok, nó bình thường là cái sin nó chỉ chạy từ trừ 1 đến 1 nha. Thế nhưng mà khi mà x nó chạy từ 0 đến 7 vị đến 2 thì các em phải 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 ra lại xem là cái sin nó chạy bao nhiêu. Được chưa? Rồi. Ta sang câu hỏi số 4 nha. Được chưa? Câu hỏi số 4. Coi số 4 thì các em áp dụng cái công thức đó là một công cốt thôi đúng không? Được chưa? Xin công xin. Câu này nào. Nhớ cái công thức là cổ công cốt không? Cổ công cốt có hai cột cốt đấy. Đấy. Nhớ là hai góc này tổng là chia đôi là 17 phần x phần 2. Sau đó hiệu chia đôi được 3x trên 2. Được chưa? Còn bên này là cốt của 9x cộng cột 8x sẽ là thành cốt 2 lần cốt. 9 với 8 là 17. 17x trên 2. Hiệu chia đôi nữa đúng không? 9x trừ 8x thì được 1x. 1x chia đôi thì được x trên 2. Được chưa? Rồi, sin cộng sin là cái gì nhỉ? Cột cộng cột bằng 2 cột cột. À, cột trừ cột bằng trừ 2 sin sin. Sin cộng sin bằng 2 sin cột đúng không? Sin cộng sin bằng 2 sin cột, tức là lúc chỗ này sẽ là sin của 17 trên 2 nhân sin của 3 trên 2 trừ đi 2 là sin của 17 trên 2 nhân sin của x trên 2. Được chưa? Đó. Để đây thì các em sẽ thấy là cái số 2 ở đây thì có thể rút gọn được này. Được chưa? Mình nhóm cái cột của 17x trên 2 ra ngoài này. Đó. Các bạn sẽ thấy là cái cột 17x trên 2 này là trúng này. Như vậy bạn sẽ được là cột của 3x trên 2. Trừ đi cột của x trên 2. Đó. Ở dưới thì bạn cũng sẽ nhóm sin của 17x trên 2. Ở đây sẽ là sin của 3x trừ đi sin của x trên 2. Đó. Đấy. À xin lỗi, cái chỗ này là sin cột nha, sin cộng sin bằng 2 sin cột nha. Thầy đọc là sin cộng sin bằng 2 sin cột mà thầy viết là sin cộng sin sin. Sin cộng sin bằng 2 sin cột, được chưa? Đấy. Vậy thì có phải là chỗ này các bạn sẽ gạch bỏ luôn cái này được không? Như vậy thì còn lại cột trên sin, cột trên sin nó thành gì? Cô ta của 17x trên 2. Vậy thì tương ứng ở đây là m đúng không? Sẽ là 17. Còn n sẽ bằng 2 nhá. Vậy m cộng n là bằng gì? 10, 19 đúng không? Chuẩn đẹp chưa? Chuẩn đẹp chưa? Ok. Câu này chắc là các bạn làm được đúng không?
thuần như công thức mà. Thầy giảng lại bài đi được không thầy? Ok này, giảng lại này. Em có nhớ cái công thức là cục cộng cục bằng hai cục cột đâu? Được chưa? Đây, cột cộng cột bằng hai cột cột. Được chưa? Thì lúc này là mình lấy hai cái góc này cộng lại chia đôi này, là cái này đúng không? Nhớ cái công thức này không? Rồi dài rồi. À, sau đó là gì? Mình sẽ lấy hai góc này cộng trừ nhau chia đôi đúng không? 10x trừ 7x được 3x. 3x chia đôi thì được 2x. Hiểu chưa? Thì tương tự là cột cộng cột bên này cũng sẽ là hai cột cột như vậy. Được chưa? Ok chỗ này chưa? Tử số ok chưa? Thế sin cộng sin ra cái gì? À, đọc lại công thức này. Cốt cộng cốt bằng hai cốt cốt. Cốt trừ cốt bằng trừ hai sin sin. Sin cộng sin bằng hai sin cốt. Đấy. Thì nhớ công thức đó chứ là sin cộng sin bằng hai sin cốt. Đây, tiếp tục là sin cộng với sin. Đây. Thì chỗ này là sin cộng sin là đúng hai sin cốt chỗ này chưa? Đấy. Và tương tự thì hai góc này tổng lại chia đôi. Điều chia đôi. Không chưa? Tương tự sin cộng sin bằng hai sin cốt. Đấy, sin cộng hai sin cos chuẩn nhá. Đấy. Thế ok cái bước này chưa? Đó. Thế bây giờ em nhìn điểm này, ở bên này có cột này, đúng không? Ở bên này là mình có cột đúng không? Được chưa? Bên này mình cũng có cột đúng không? Thì mình lấy làm nhân từ chúng. Đúng không? Thế trong này sẽ là cột 3x trừ cột x trên 2. Đây, cột 3x trừ cột x trên 2. Thế còn ở dưới là sin này, ở dưới là sin này, thế mình nhóm sin lại này, thì ở đây cũng là cột trừ cột, thế cả từ cả mẫu đều giống nhau cả, thì gạch bố nó cái này luôn đúng không ạ? Vậy thì cột trên sin là cái gì? À, cột trên sin nó ra cotang đúng không? Thì nó ra cotang ở đấy chưa? Mà theo đề bài thì cái này là m trên n nhân x đúng không? M trên n nhân x tức là m là 17 còn n là 2, thế cộng lại với nhau là 19 xong nhá. Ok chưa? Ok comment chữ ok đi. Ok rồi đúng không? Đấy. Nào, hai câu nữa. Câu 5. Câu 5 này ai làm được không? Đây, thầy hướng dẫn cách làm. Tính giá trị của sin mà người ta yêu cầu tính sin cộng cốt bằng 1 phần 2. Đây, câu này ta làm như sau. Cho sin cộng cốt x bằng 1 phần 2 tính sin x. Thì quan hệ giữa sin với cốt thì nó chỉ có một cái quan hệ thôi, đó là gì? Sin bình cộng với cốt bình thì bằng mấy? Bằng 1. Đúng không? Trong đó thì cái cốt này theo đề bài thì sin cộng cốt bằng 1 phần 2, vậy cái cốt này chỉ là 1 phần 2 trừ gì? Trừ sin x. Vậy ta thay vào đây là 1 phần 2 trừ sin x vào đây. Đúng không? Vậy tương đương ở đây là các bạn sẽ khai triển ra hàm đẳng thức nhá. Chỗ này sẽ là sin bình này. Cộng với chỗ này là 1 phần 4 này đúng không? Hàm đẳng thức thôi. Các bạn tập trung nhìn vào đây nhá. Còn ghi thì tí nữa thầy sẽ gửi cái bản file về tay cho các bạn nhá. Còn đừng có tập trung vào việc ghi. Nghe và hiểu nhá. Đừng có ghi, tí nữa thầy gửi cho file về tay. Được chưa? Thì chỗ này là được sin x. Đúng không? Hai lần của cái này cộng với sin bình cộng 1. Vậy thì lúc này thì hai sin bình trừ sin x. Đấy, 1 phần 4 mà trừ 1 được mấy? Trừ 3 phần 4 phải không? Và lúc này các em đưa về cái phương trình, các bạn có thể coi sin x này là chữ t này, để chúng ta đặt cái này là t nhá, 2t bình trừ t trừ 3 phần 4. Thì lúc này các em bấm máy ra cho thầy. Được chưa? Menu 922. 2 này. Trừ 1 này. Và trừ 3 phần 4. Rồi. Được chưa? Rồi, chuẩn chưa? Là 1 cộng căn 7 trên 4.
và gì nữa, một trừ căn bài đến 4. Các em nhớ giúp này, trong cái khoảng từ 0 đến pi đến 2 ấy, trong khoảng từ 0 đến pi đến 2 thì cái sin của chúng ta phải là dướng nha, cho nên nếu mà các bạn giải ra ấm thì các bạn phải loại đi nhá. Ở đây có hai giá trị, một là cái giá trị 0,91 làm tròn này 2%, và một cái nữa là âm 0,41, 0,91 và một cái nữa là âm 0,41. Thì cái giá trị này loại nhé, bởi vì sin của chúng ta trong khoảng này là sin dương này. Vậy kết quả sẽ là sin x sẽ bằng 0,91. Là mình đã rõ chỗ này chưa? Ok. Ok men chưa? Ok men chưa? Ok rồi đúng không? Thế bây giờ nốt câu này này. Câu 6. Câu 6 này. Cho anh chọn đáy hình thang ABCD. ABCD. Cậu này đã bàn nào ra được không? Anh Thư làm được chưa? A, B, C. Không thấy anh Thư lên tiếng chi cả anh Thư này. Rồi, đây là S. Rồi, Y và Z lần lượt là trung điểm của AZ. Đây, Y, Z đây. Trung điểm đây. G là trọng tâm đúng không? Trọng tâm thì là cái gì ấy? Trọng tâm thì mình chỉ cần vẽ một cái đường gì các em? Vẽ một cái đường trung tuyến đúng không? Rồi chia thành ba phần bằng nhau. Thì G nằm ở đây. Ok chưa? Mặt phẳng GIZ cắt SA SB lần lượt tại M với N. Đấy. GIZ đúng không? GIZ đây. Thầy dạy cái này rồi đúng không? Cắt SA SB tại M với N. Nào. Thực ra cái việc mà chúng ta đi tìm cái mặt phẳng GIZ cắt SA SB. Đấy. Tức là chúng ta đi tìm giao tuyến giữa GIZ với SAB. Đấy, bản chất nhá. Nghe này. Cái mặt phẳng GIZ này muốn cắt được SA SB tại điểm nào? Thì nghĩa là chúng ta phải đi tìm cái giao tuyến của GIZ với mặt phẳng SAB xem thì nó cắt ở đâu. Cắt theo giao tuyến là gì? Thì khi đó bạn mới tìm được M với N nhá. Nghe rõ chưa? Lỡ mình rõ ở chỗ này chưa? Vậy thầy dạy rồi. Điểm chung đầu tiên là gì? Điểm chung ta thấy G chung chưa? Đấy. Ok, Mai Phương Thủy à? Mai Phương Thủy làm được à? Đó. G chung nhá. Đúng G chung không? G chung nhá. Thế bình thường ấy, thì chúng ta sẽ gạch cái điểm dễ đi đúng không ạ? Gạch điểm G đi và cho easy cắt AB. Đúng anh em, easy cắt AB. Ê, mình ôn lại cái này này. Easy lại có cắt AB không các em? À, easy lại không cắt AB. Đúng không? Easy lại không cắt được AB. Mà nó lại sóng sóng nó với đâu. Đúng không? Nó lại sóng sóng nó với đâu. Anh em, đúng không? Đúng không? Sóng sóng. Ê, khi mà nó sóng sóng thì thầy có dạy các bạn là gì? Khi mà nó song song thì thầy có dạy các bạn là gì nào? Đó là từ cái điểm chung, đúng không? Từ G ta kẻ một cái đường gì? Kẻ GX song song với EZ và song song với AB.
Đấy, tức là lúc này các bạn phải kèm một cái đường GX này song song với EZ và AB. Lúc này nó cắt được SA và SB tại M và N đây. Được chưa? M và N đây nhá. Để nó hiểu rõ chỗ này chưa? Đấy, cắt SA tại M và cắt SB tại tại N. Ok. Vậy thì nó tạo thành một cái hình thiện diện gì các bạn thấy nhá? M I N gì? Cái hình này nó tạo thành cái thể diện MI là gì? Ok chỗ này chưa? Rồi, bây giờ tìm biệt AB bằng K, CD, tìm M, K để M, EZ, tìm bình hành. Đấy, cái ý thứ hai. Ý thứ nhất là tìm ra M với N đã nhá. Ý thứ hai là để tìm K. Để M, N, EZ là hình bình hành. Hình bình hành là gì? Là hình mà có các cạnh đối song song và bằng nhau. Thấy chưa? Ở đây thì MN đã song song với EZ rồi đúng không ạ? Vậy ta chỉ cần làm thêm đó là để MN EZ là hình bình hành thì chúng phải gì? Thì MN phải bằng gì? Bằng EZ đúng không? MN nó phải bằng EZ. Nó song song rồi đúng không? Bởi vì ở đây thì mình kẻ GX song song EZ song song AB mà. MN nằm trên GX luôn. Cái MN nó song song sẵn. Bây giờ chỉ cần nó bằng nữa được. Đúng không anh em? Bây giờ làm thế nào để bằng? Làm thế nào để bằng? Cái đoạn AB có liên quan gì đoạn DC? Đấy, thì thầy mới làm như sau. Ở đây thực ra ấy, các em để ý. Cái đường EZ. Thầy ý là trung điểm, EZ là trung điểm không? Đấy, ý là trung điểm, EZ là trung điểm. Thì EZ người ta gọi là hình người ta gọi là đường trung bình trung điểm á của hình thang ABCD. Được chưa? EZ là đường trung bình. Các bạn bình thường là hãy chỉ làm đường trung bình của tam giác thôi đúng không? Đường trung bình của tam giác. Đó. Thì nó bằng nửa đấy. Thế thầy hỏi các bạn nhé, có bạn ai ai biết cái này không? Đường trung bình của hình thang thì là gì? Nó bằng gì? Nếu mà đường trung bình của tam giác thì bằng nửa đấy. Thì đường trung bình của hình thang thì là bằng gì? Cái này chắc ít bạn biết. Ai biết không? Có ai nói được không? Ý phải là trung điểm của AD. Ý Gì điểm phải gì? gì cũng phải là trung điểm, phải là DC phải song song với AB. Song song với dây đó thì tất nhiên cái điều này thì mình làm rõ rồi đúng không? Thế nhưng mà nghe lại câu hỏi này, đường trung bình của tam giác thì bằng một nửa đấy đúng không ạ? Ví dụ như là tam giác ABC thì MN là trung điểm, N trung điểm thì MN sẽ bằng một nửa của BC. Phải không? Cái này biết đi. Đường trung bình nửa đấy. Vậy thì đường trung bình của hình thang ai biết là cái gì? Bằng cái gì? Có ai biết không? Đường trung bình của hình thang. Có thể nói luôn nhá. Đường trung bình của hình thang sẽ bằng bằng một nửa của hai đáy. Được chưa? Tổng lại. Nếu mà đường trung bình của cái tam giác thì bằng nửa đáy thì đường trung bình của hình thang sẽ là tổng hai đáy cộng lại chia đôi. Tức là EZ sẽ bằng AB cộng với CD rồi chia hai. Nha. Chia hai. Ok chưa? Lúc này ta thấy cho thầy này. AB là K là CD thay vào. Người ta bảo là AB là K là CD. Cộng với CD rồi chia hai. Đấy, cái nhóm CD lại với nhau thì đấy được K cộng gì? Cộng 1 đúng không ạ? Đó. Rồi. Bây giờ là mình để ý tiếp này. Cái EZ thì đây bằng MN đúng không? EZ thì đeo theo bài nó lại bằng MN. Đây. MN với EZ bằng nhau á. Thầy thấy bao luôn. Đó. Sau đó thì thầy sẽ sử dụng một cái tính chất. Đó là định lý toán lẻ, đó là MN chia cho AB
đúng không? Murder chia AB sẽ bằng Edgar, đúng không? Ở đây các bạn thấy này, G là cách, S là hai phần, cách đánh một phần. Murder chia AB sẽ bằng là Edgar chia cho S, SI, SK, thấy chưa? Là có Murder chia cho AB sẽ bằng Edgar chia SK. Theo ta lệ nó bằng 2 phần 3 nhá. Đấy, đây thế nhắc lại này, cái đoạn Murder song song AB thấy không, nó sẽ bằng Edgar chia SK bằng 2 phần 3 theo ta lệ song song. Bên này thầy cũng sẽ chia cho AB cái về bên này này, đấy nhá, cái về bên này thầy chia hai về cho AB, bên này cũng sẽ chia cho AB. Và tất nhiên nó cũng là 2 phần 3 thôi. Vậy thì CD nhân K cộng 1 chia 2. AB thì lúc này là lấy K lên CD đúng không? Thì CD về CD là hết nhé. Vậy mình tìm được K thôi. Các bạn nhân chéo là 3K cộng 3 bằng 4. Hiểu không? Đấy. AB bằng K CD. AB bằng K, 2K, 4K. Nhân chéo lên, nhân kéo lên. 2K nhân 2 được 4K, đúng không? Vậy thì K bằng 3 nhé. Ok, K bằng 3. Đó. Câu này cũng hơi khó đấy nhá, được chưa? Đấy. Rồi. Câu nào cần phải dành lại, câu này hiểu cái câu này chưa? Thầy sẽ gửi cái file này lại. Ai cần trả lại câu nào? Thầy sẽ gửi cái file viết tay này lại. Được chưa? Và nhiệm vụ của bạn là chữa vào vở nhá. Đấy. Những cái câu mà mình không làm được mình chữa vào vở. Cho thầy. Thầy sẽ up lên 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 nhóm. À lên lên web, được chưa? Vẫn cái file hồi nãy. Vẫn cái link hồi nãy. Các bạn làm xong cả một nộp bài thì cái file lời giải này nó sẽ hiển thị ra. Được chưa? Nó sẽ hiển thị ra. Thì khi đó thì các bạn sẽ làm xong thì các bạn sẽ nhận được cái file này và cần chữa bài vào. Buổi tới thầy sẽ kiểm tra. Và ngay sau đây thì thầy sẽ check lại xem những bạn nào mà chưa điền cái phần đáp án của mình nhá. Các bạn điền cho thầy cái đáp án vào nhá. Được chưa? Để chấm điểm nó nhá. Đấy. Và thầy sẽ ngồi check lại đấy nhá. Rồi. Còn buổi học này hôm nay chúng ta sẽ nghỉ tại đây. Được chưa? Bye bye tất cả các bạn. Hả? Em chưa hiểu câu cuối á? Chưa hiểu chỗ nào nhỉ? Lai à? Có nhìn Giang Lai không? Có nhận lời câu cuối à? Hạt hạt lắm. Hạt hạt dạng lại cục à? Cái khúc bước 1 này đã hiểu chưa? Khúc này hiểu chưa? Để mơ nơi easy là hình minh hành thì mơ đâu phải bằng easy, đoạn này hiểu chưa? Rồi. Bây giờ sáng cái chứng minh 22 là tìm cá là không hiểu đúng không? Thì bây giờ nhớ này. Cái đường trung bình của hình thang, cái đoạn EZ này, được chưa? Thì nó sẽ bằng tổng của hai cạnh đáy cộng lại chia đôi. Đường trung bình của hình thang nha. Thì bằng tổng hai này cộng lại chia đôi. Đường trung bình của tam giác thì bằng nửa đáy đáy chia đôi. Thì đường trung bình của hình thang thì mình lấy tổng hai này chia đôi, cái chỗ này hiểu chưa? Tổng hai này chia đôi. Trong cái đó đề bài thì AB lại bằng K lên CD nữa. Thấy đấy không? Thì em thấy cái chữ AB thành chữ KCD. Ok chỗ này chưa? Thấy chữ AB thành chữ K là CD. Sau đó em nhóm cái CD lại này. Em nhóm cái CD lại thì đây thì nó K cùng 1 chưa? Chỗ này hiểu chưa? Mà này, nhìn này. Thằng EZ thì lại bằng thằng MD đúng không? Thì thấy cái chữ easy thành MN được chưa?
Easy thì là bằng MN, thấy không? Easy để bằng MN, cho nên thay cái chữ Easy thành MN. Còn cái này mình để nguyên được chưa? Ok chưa? Mà theo cái định lý ta lấy thì cái đoạn MN này này, chia cái đoạn AB này, thấy không? MN chia đoạn AB thì bằng SG chia SG. SK, thấy không? MN chia AB bằng SG chia SK theo định lý ta lấy. Thì cái đoạn này là 2 phần, đoạn này 3 phần thì là 2 phần 3 ở chỗ này chưa? Mà MN chia AB. Ai, bây giờ thầy sẽ chia cả hai về cho AB này. Thầy chia AB cho AB thì bên này cũng chia AB đúng không? Đúng chứ? Bên này chia AB thì bên này cũng chia AB. Ok chưa? Ok chỗ này chưa? Bên này chia AB thì bên này cũng chia AB. Và MN chia AB theo ta lấy thì nó bằng 2 phần 3. Đúng không? Trong khi đó AB thì lại bằng K lần CD đúng không? Đây, AB bằng K lần CD đây. Đó. Thế thay vô. Thế bây giờ CD với CD thủ còn chưa? Thế bây giờ em chỉ cần nhân chéo lên này. 2K nhân 2 là 4K đây chưa? 3 nhân K là 3K. 3 nhân 1 là 3 đây chưa? Thế bây giờ là 4K trừ 3K thì đúng K bằng 3 chưa? Thế bây giờ còn chỗ nào không hiểu nữa? Ok rồi đúng không? Rồi bây giờ thầy gửi cái file này lại rồi có gì đọc lại nhá. Được chưa? Đọc lại. Thầy gửi file này lên nhóm. À lên 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 web. Được chưa? Thầy không gửi lên nhóm bởi vì cả chiều còn thi nữa. Nhá. Rồi bye bye. Ừ.